Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một cái món tai heo hoặc là tai lợn. Đấy. Để ta gác xa lửa. Đấy, cái món này là nguyên liệu chính là gồm có tai heo, muối gia vị, mì chính, đường, ớt. Đây là sốt thịt. Và đây là dầu và gồm có hành khô, gừng, tỏi, ớt, quả, đấy, rau xà lách. Đấy. Trước tiên để ta vào cái món này thì ta phải làm cái nguyên liệu này đã. Cái món tai heo này ta phải khía ra nhá. Đấy, ta khía xong ta đi trần được rồi. Đấy. Cái này nó rất là mỏng cho nên ta chỉ khía nhẹ nhẹ thôi các bạn. Có cái mặt sau thì ta nó có cái chỗ gần có thịt nhiều thì ta phải khía nó dày dày. Thì đây, coi tôi đã khía xong rồi các bạn ạ. Ta chỉ khía nhẹ nhẹ thôi, sẽ hợp lý thôi. Vì cái này nó rất là mỏng. Sau đó ta ướp thì tất cả các cái gia vị nó mới thẩm thấu vào đây. Bây giờ ta đi trần nước sôi nha các bạn nha. Sau khi ta chờ nước sôi để ta trần tai heo thì ta đi thái hành khô, các gia vị này. Gia vị của tai heo này thì nó không tốn nhiều, thì nó mỏng. Ta thái tỏi xong ta giã cho nó nhanh. Các bạn cứ thái nhỏ xong cho vào giã thì nó sẽ nhanh hơn. Đã nhỏ rồi các bạn ạ. Đây, xong ta cho vào bát để ta trộn các gia vị vào đây. Để cho một chút muối gia vị này. Đây. Này ta cho vừa phải rồi các bạn ạ. Ta cho một chút đường. Ta cho một chút mì chính. Ta cho một chút ớt bột. Để cho một chút coi nước sốt. Các bạn nhớ là chỉ cho vừa phải thôi. Màu lên chưa đẹp thì ta sẽ lấy chổi để ta quét sau. Thì là nó sẽ nổi màu. Ta đã trộn gia vị xong rồi các bạn. Tôi sẽ dùng vào nước sôi nhé các bạn nhé. Đây. Ta sẽ dội nước sôi vào. Rồi, các bạn nhìn thấy chưa? Ta dùng đều. Đây đã xong rồi nhá. Bây giờ ta cho ra đĩa. Ta cho ra đĩa để cho nó ráo hết nước đi đã. Xong ta mới tẩm ướp được. Đó. Ta úp nó xuống. Các bạn nhớ là khi cái món tai lợn này là cái món này là ta phải trần bằng cái nước gừng này thì nó mới có độ thơm. Đã ráo rồi các bạn ạ. Bây giờ tôi sẽ ướp nhá. Ta trộn đều gia vị này. Các bạn ạ, món này làm rất nhanh các bạn ạ. Các bạn cứ bớt chút, chỉ một chút thời gian thôi là các bạn làm được một món tai heo lợn nướng xa lửa lên, hoặc là ta gác xa lửa lên, là có một cái món rất là thú vị. Đấy, các bạn nhớ nhá, úp nó xuống. Đấy, ta để vào khoảng độ 5 phút. Tai lợn này nấu rất là nhanh. Đấy. Yeah, lửa hồng rồi mà tai cũng đã ngấu rồi, ta sẽ cho vào để ta gác xa lửa ra các bạn. Đấy, ta để rất xa đấy nhá. Rồi. Các bạn nhớ là khi nướng là ta phải cho mặt ngửa. Đấy, chứ ta mà cho mặt úp là nó cong tớn. Đấy, ta phải cho mặt ngửa trước đã. À. Bây giờ là chín rồi, ta sẽ cho ra đĩa thôi. Rồi, ta gắp ra cho nguội. Rồi, ta đặt luôn vào cái thớt này. Rồi. Nóng lắm các bạn. Bây giờ tôi thái nhá các bạn nhá. Nó nóng thì ta cũng phải thái đi. À, ta phải thái cho hợp lý. Đấy, con dao này sắc lắm các bạn. Đây các bạn nhìn nhá, tôi đã thái xong rồi. Các bạn nhìn đây là một cái mẹt mili đây. Vậy thì ta thái ta để vào đây rất hấp dẫn mà trông rất ngon. Vừa ta thay đổi cái khẩu vị để cũng là cái tai lợn. Mọi hôm có thể ta luộc hoặc là ta thái năm chảo, nhưng hôm nay ta gác xa lửa rồi. Thế nên nó vừa vàng, vừa ngon, vừa chất lượng. Rất bắt mắt các bạn ạ. Các bạn ơi, tôi đã hoàn thiện xong cái món tai heo để gác xa lửa đây. Cái món này coi như thế ta có thay đổi một chút nhưng nó rất hấp dẫn các bạn ạ. Đây là một món ăn này cũng rất là tuyệt vời, thú vị đấy. Bây giờ tôi sẽ thưởng thức các bạn nha. Tuyệt vời. Rất giòn và ngon. Gia vị đã ngấm được đều. Mùi này rất đặc trưng. Cho nên các bạn hãy nhớ, nhiều người cũng đem luộc, hoặc là ta luộc xong ta làm chạo hoặc là ta làm lộm. Nhưng cái món này gác xa lửa nó tuyệt vời hơn các bạn ạ. Mỗi khẩu vị ăn nó có cái ngon riêng. Rất là tuyệt vời đấy. Các bạn hãy nhớ là chỉ dành một chút thời gian thôi là các bạn đã có một cái mẹt này. Rất là hấp dẫn. Ăn rất là vừa. Mà nó ngon miệng. Tôi ăn tôi thấy sướng quá các bạn ạ. Các bạn cố gắng theo dõi và ủng hộ tôi nhiều nha. Tôi sẽ giới thiệu với các bạn thêm nhiều món ngon nữa và hấp dẫn hơn nữa. Xin cảm ơn và chào tạm biệt. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn món chả cá. Thực phẩm chính là con cá rô phi đây các bạn ạ. Con cá rô phi rất to. Nguyên liệu kèm theo là có nước mắm, mì chính, muối, tương ớt, hạt tiêu, thìa là, hành lá và hành khô nhá các bạn ạ. Và tỏi, ớt. Đây là bột lăng các bạn ạ. Trước tiên để vào làm cái món này thì tôi đi sơ chế cái con cá nha. Ơi, tôi phải cắt vẩy bớt đi các bạn ạ. Không này, đánh vẩy là nó đâm vào tay đấy. Đánh cái này nó có trượt, nó không đứt tay. Các bạn nhớ là ta phải đánh sạch vẩy nha. Thì cái vẩy rô phi rất cứng. Ta phải cạo rớt đấy, ta cạo ngược xong ta lại cạo xuôi. Các bạn nhớ là ta phải sẵn muối nhá. Ta sẵn muối cho còn cá nó hết rớt đấy, mà nó sạch. Ta sạt muối xong ta lại phải cạo đi nhá các bạn ạ. Cho cá hết rớt. Đấy, các bạn nhìn thấy cái rớt của nó đấy, rớt đen xì. Đây, các bạn nhìn nhá, tôi đã lọc xong rồi. Đấy, cả một miếng thịt, thớ thịt nó như thế này đấy. Đấy, rất là ngon các bạn ạ. Bây giờ tôi thái mỏng không đem băm ra. Đấy. Bây giờ ta cho các cái bộ khung xương này vào nhá, để ta tận dụng nấu canh chua này các bạn này. Con dao mà sạc thái rất mỏng rồi. Xong các bạn băm thì nó vụn nhanh lắm. Các bạn nhìn thấy rô phi rất dày thịt. Nếu mà các bạn làm chả cá rô phi là ngon đấy các bạn ạ. Các bạn nhớ nhá, nếu như nhà gia đình các bạn đông người thì ta mua con cá to như vừa rồi tôi làm. Nếu mà các bạn mà ít người thì phải mua nhỏ hơn. Nếu làm các bạn làm ăn không hết mà ăn cố nó lại bị chán đấy các bạn. Đây nhá, tôi sẽ cho cả hành khô vào nhá, ta đập hành khô này. Đấy. Ta băm cho thận nhỏ, chúng ta về sau ta băm cùng với cả chả cho nó đều. Đây là tỏi các bạn ạ. Cá to là ta phải cho nhiều gia vị, như hành, tỏi, ớt là ta phải cho nhiều. Có thể các bạn giảm bớt ớt đi cũng được, vì có nhiều người không ăn được ớt. Thế cho nên các bạn giảm đi. Còn ai ăn được nhiều ớt thì sẽ cho ngoài. Một con cá này thì mình chỉ lên cho 3 quả. Khi ta băm xong thì ta mới bắt đầu mình cho gia vị mắm muối mì chính. Còn bây giờ ta cứ trộn này cho đều đã. Tiếp theo là ta cho thịt là nhá các bạn nhá. Các bạn phải lên cho thật nhỏ nha các bạn nha. Ta trộn hành lá lên các bạn ạ. Đấy. Ta trộn cho nó đều lên. Đấy, các bạn nhìn nhá, tôi băm này đã vụn lắm rồi các bạn ạ. Đấy, băm rất là vụn đấy. Bây giờ tôi cho ra bát tôi trộn nhá các bạn nhá, xong để cho gia vị. Đấy, các bạn nhớ là phải cho ra cái bát to này trộn nó mới đều. Đấy, ta cho bột rắc đều đều lên tí. Các bạn nhớ là nếu mà cho ít bột quá thì cái chả nó hay bị bở. Mà cho nhiều quá thì rắn quá, các bạn phải cho vừa thôi. Cái lượng cá này thì các bạn nên cho vào 4 thìa như này được rồi. Đấy. Giờ ta cho được mắm nhá. Ta cho mì chính này. Đây, cho hạt tiêu nè. Muối ta cho vừa phải thôi, đây là muối tinh cho nên là nó đậm đấy. Đây, ta trộn thật đều lên các bạn nhá. Quan trọng là cái khâu trộn đấy các bạn, không là nó không đều được đâu. Các bạn nhớ nhá, ta chỉ ướp trong vòng 10 phút đấy các bạn ạ. Vì nó đã giã nhỏ rồi, nó sẽ ngấm hết được rồi. Ta cứ ướp vào trong vòng 10 phút đã được rồi. Tôi bằm như thế này là quá nhỏ đấy các bạn ạ. Trông cứ như giò rồi. Đấy, trong khi chờ cho nó ngấm đi thì ta đi gióm bếp. Đây tôi lặn chả nhá các bạn nhá. Đây ta phải để vào lá chuối thì nó sẽ không dính các bạn ạ. Lặn để nhanh nhưng mà rán mà nếu mà các bạn mà cứ cho to lửa quá là nó cháy mất. Cho nên là các bạn là phải nhớ là ta lặn đấy một mẻ đã xong rồi. Ta đằng rán đằng ta lại lặn tiếp. Đây, tôi sẽ cho chảo lên nha các bạn nhá. Đây, ta đặt cái chảo cho nó cân, xong ta cho dầu nhá. Cơ bản là cái lúc đầu tiên ta phải để cho sôi đã. Sau khi dầu sôi rồi ta chỉ đun nhỏ lửa thôi, không được đun to lửa. Rồi, ta cho một cái thử đã. Dầu vẫn chưa được sôi, chưa được già. Đó, nên là ta lại phải để cho già dầu đã. Đây, ta cho vào nhá. Dầu nó già rồi các bạn ạ. Ta lại phải cho vào. Ta cho vào chúng ta lừa nhẹ nhàng nhá. Nó rất là nhanh chín đấy các bạn ạ. Nhưng khi nó đã nóng già rồi thì ta cho vào nó rất là hợp lý. Đây, cái nào được cái ta vớt ra nhá các bạn nhá. Chả cá này đấy thì các bạn hãy nhớ là người ta hay thường xuyên là rán những hai lửa cơ. Đây, tôi đã chiên gần xong rồi. Đấy, còn có mấy cái này nữa là xong rồi đây các bạn. Đây, tôi cho lần hai để cho nó già đây. Đây này, đấy. Ta làm xong rồi ta phải làm như thế này. Ta rút củi hết ra các bạn. Nó chỉ là hơi nóng thôi. Như thế này thì chả nó rất là giòn và ngon. Đây là chỉ là còn làm nóng thôi, chứ không phải ta rán nữa. Rồi, ta vớt ra. Bây giờ tôi xếp vào nha các bạn nhá. Đây. Sau khi đã làm xong rô phi, xong rồi băm nhỏ, xong rồi trộn đều, xong rồi rán. Các bạn ạ, bây giờ là xong rồi, tôi mới cho ra đĩa. Các bạn chỉ bỏ một chút thời gian thôi là các bạn đã làm được một cái mẹt chả cá này rất là ngon. Các bạn có điều kiện như ở thành thị thì các bạn có máy xay ấy thì lại nhanh hơn. Cứ thái mỏng ra xong đem xay là nhanh nhất. Còn ở nông thôn thì ta chỉ cứ đem dao ra ta băm thôi các bạn ạ. Bây giờ tôi thưởng thức nha các bạn nha. Ôi giời, thơm lắm các bạn ạ. Hương vị rất là đậm đà ngon. Ta chấm với tương ớt. Ngon tuyệt các bạn ạ. Cái này mà uống bia cũng được, mà uống rượu cũng được. Ta làm thật mỏng hơn nữa ấy, thì ăn nó sẽ giòn hơn. Nhưng các bạn nhớ là nếu mà các bạn làm mỏng quá mà đun dầu mà nóng quá mà già lửa quá thì lại dễ cháy. Đấy các bạn nhớ nhá. Cái này tôi phải làm chén rượu. Ôi giời, uống rượu mà nhâm nhi mấy cái món chả cá này thì ngon đấy các bạn ạ. Tuyệt hảo, rất tuyệt các bạn ạ. Các bạn hãy nhớ nhá, thường xuyên theo dõi và ủng hộ cho tôi. Tôi sẽ giới thiệu các bạn nhiều món mà hấp dẫn, mà gần gũi với các bạn rất dễ làm. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và chào tạm biệt.